May babaeng singer akong nakilala. Como si araw ay may lahing bikulana. Noong kami may siyo ay nakita. Thôi! Tủ người ta đang nhậu, không đi ra chỗ khác tập thể dục, pha pha cái hơi vô mặt người ta hoài à. Nghe cái mùi bốc lên như mùi bò kè á. Sáng giờ súc miệng chưa? Súc rồi. Cụ không nhớ con hả? Ủa? Mày là thằng nào? Nhìn kỹ đi, tư rộng lượng nè. Rộng lượng đi hả? Dạ. Sao cái mặt mày giống hẹp hòi quá vậy? Trời ơi. Mày thề đi, tao biết tin. Trời, cụ nói con thề con. Trời ơi. Cũng làm chi cho con té rồi thì mất lỗi tay luôn thấy không? Nhớ rồi, mày là rộng lượng như vậy. Đúng vậy. Không. À, mấy bữa nay nhớ cụ quá. Ừ. Để tính ra đây là thăm cụ sẵn. Ủa, cụ mới mở tiệm rửa xe. Mới mở. Cụ đã quá không? À, làm khá không? Khá. Cụ rửa chiếc nhiêu? Ngàn. Cụ còn nhớ đằng kia rửa chiếc 6,000 à? Đằng đó khác, đằng này khác. Đằng này khách tự dắt xe vô, tao đưa cái vòi xịt nước, khách tự xịt xong ra đây đưa tao ngàn. Ngày rửa mấy chiếc? 2 chiếc. Trời ơi, 2 chiếc thì sao sống? Đủ mua chai rượu là được rồi. Cái tánh cậu con hiểu rồi hả? Đủ thì vừa đủ ngán, cái này là vừa nghỉ liền phải không? Chứ sao? Mày cái thăm cụ đặc biệt nha. Sao? Đem đồ chơi đủ hết. Đem mồi hả? Còn biết đem ra. Nè, bà cho cụ thấy hết hồn luôn nè. Đó, đó, đó. Tan. Chà, đưa cái gì lớn này chắc nhậu từ đây tới chiều quá. Chắc chắn là biết món gì rồi. Bên này là thịt nguội nè, bên này là phá lấu nè, còn cái chỗ này là dưa leo quá. Mồi đâu? À, hồ bơi có người chết đuối. Gì đây? Xoài. Hả? Xoài? Ừ. Sao giống cá dưa leo quá vậy? Đâu phải, xoài cát Hòa Lộc đó. Xoài cát Hòa Lộc. Cái tên mày rộng lượng sao con người mày hẹp hòi quá. Thưa cụ còn nữa. Còn nữa. Đồ chơi không. Thưa mẹ. Làm gì? Nạo nó ra từ sợi nhậu mới đã. Vậy hả? Làm thử coi. Đó. Chà. Này sao giống con bún quá vậy? Mà... này chấm gì đây? À quên, còn có cái này. Cái gì? Mắm đường. Thôi, mà đem mắm đường ở đây ruồi nó bu quá. Ruồi có luôn. Làm gì? Đồ đập ruồi. Trời ơi, sợ này quá, nó chuẩn bị đầy đủ. Thôi, tao có đồ chơi rồi. Ủa, cái gì cụ? Muối. Trời ơi, ở đâu mà cụ có cái này hay vậy? 3 ngày nay nè, ta giữ nó kỹ lắm, bỏ bên mình á. Hôm trước ăn trứng cút, còn dư để dành. Ta biết thế nào mà cũng đem xoài tới để chấm à. Nè, nói nghe, xoài á, mày cầm món này nè, đừng có quẹt tới quẹt lui, văng muối hết uổng. À. Chấm mà chấm vậy nè, đó, rồi mày lấy lửa rồi mày cắn à. Đó, mày quất liền, đó đã lắm. Hay. Chứ sao? Nhậu lâu hết mồi. Ờ, mình chấm là cắn. Đó. Còn nữa. Thích muối lát mọc. Đó, nhậu này đỡ ớn nè. Chứ ai xoài mà chấm muối tiêu giống như là bún chấm muối tiêu. Bây giờ cụ cho phép con nhập tiệc nhau. Ừ. Nói vô nhập tiệc nè. Thường thường mà vô ăn nhậu là người ta nói cái câu là vào 7 ra 3. Bảy. Vào 3 ra 7. Ủa sao mấy bạn con nhậu đằng kia vào 7 ra 3 không à? Ôi mệt quá. Vậy ăn thua mình vào phải không? Đúng. Đó, bây giờ cái ly này ly trước đầu tiên nè. Con là ly là 1 ly trước đâu. Một ly đó. Giờ ly là ly thứ nhì rồi nha cụ ha. 2 ly rồi đó. Giờ ly thứ 3 của không. Còn ly này nè. Con chúc cụ sống lâu như quỷ. Gì mày? Không phải. Mà chú nó chết sớm mày. Thọ tỷ Nam Sơn. Quên, xin lỗi cụ. Thôi. Mà làm một hồi cái hết cái chai của tao à. Để mày định nói cái ly thứ 5 là cái ly mà xây tua phải không? Dạ đúng. Không dám đâu, đến tao. Kính lão đất thọ. Dạ là này cậu làm ly đi. Ừ. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, rượu là phải kè. Hiểu không?
Bây giờ con với cụ nhậu là thấy êm đềm quá không? Nhưng mà con hỏi cụ công này nha. Sao? Hồi sáng giờ đó cậu có thấy thằng Ba Ké chạy đi bộ ngang đây không? Nó không có chạy bộ, đi bộ vậy đó. Ủa chứ nó đạp xích lô. Xích lô? Ở xích lô đâu chạy? Quang phía ngoại mướn cho nó. Vậy là cũng đỡ. Nếu mà mướn cho nó chạy xích lô thì nó khỏi làm phiền tối cái buổi nhậu của con với cụ. Đúng. Con nó vô phiền lắm. Vô một là phá mồi nè. Hai nữa là vô nó dành đủ thứ chuyện. Ú thân cái trội à. Mà con điện. Mày yên tâm đi. Nó không thể nào xuất hiện ở đây được nữa đâu. Ủa vậy tại sao cụ? Nó đi đạp xích lô rồi. Ê tao kể mày chuyện mới xảy ra hôm qua hôm kia thôi. Quang phía ngoại dốt nó quăng xuống bờ kè. Ủa sao dốt nó vậy cụ? Chưa biết hả? Dạ chưa. Nè, mày biết nhà bà Bảy bán hột vịt lộn phía bên này không? Dạ biết bên đó. Đó, bữa có ba cái bà bầu. Dạ. Nó thèm hột vịt lộn, nó tới ăn. Dạ. Ba bà ngồi xuống kêu ba trứng hột vịt lộn ra. Đúng rồi, thèm hột vịt lộn. Rồi thằng Ba Ké địa nó nhìn nó thấy liền. Dạ. Nó tới nó thôi miên ba bà đó, sao hồi ba bà đó giao ba trứng cho nó đem xì rượu ra quất hết ba trứng bỏ đi. Trời ơi. Đi nước ba bà có bầu tức quá bây giờ mét ngoài ngoại. Qua miếng ngoại từ trong nhà bay đó liền. Trời ơi. Đi mà như bay vậy. Trời ơi ghê quá. Không. Đối đầu ra chụp đầu Ba Ké quăng xuống cái bờ kè. Dạ. À, xuôi nước nó không có cao, nước nó rút xuống nữa. Trời ơi nó xình lầy không à. Đã rớt xuống dưới bờ kè rồi. Bả còn nắm cái đầu dở lên đen thui giống như xì đất đó. Ủa xì đất là gì? Tiền vệ đội Hà Lan. Có nghĩa là nó đen thui lùi á. Yên tâm đi, nó mà ra đây nhậu mà Hoàng Phi ngoại mà biết được nữa là kỳ này nhúng nó xuống dở lên thành mắt Galileo luôn. Mà cũng chưa yên tâm nữa cụ ạ. Sao? Bây giờ cũng đề ngủ. Con với cụ á, vô trong cái tiệm sửa rửa xe của cụ nhậu đi cho chắc ăn. Đi, dọn đi, dọn đi. Khoan! Dừng tay lại! Chào cụ bán chú! Ô kìa, rộng lượng đại huynh. À, ăn ké hiền đệ. Coi chừng hết mồi. Cất đi. Ủa, đã là trả nguyên còn chạy xích lô sao? Đạp chứ đại huynh. Không đạp xích lô thì làm sao có tiền mua rượu. Rồi, tiểu thanh sang. Sanh ta ra là cha mẹ hiểu được ta chỉ có hiền đệ thôi. Dạ bây giờ thì đệ nó bắt đầu thèm rượu. Thôi. Đã là trả nguyên còn uống rượu 1000 sao? Uống chứ đại huynh. Rồi hết ly. Đưa đây. Tuy rượu 1000 nhưng nồng nàn hương dây. Bên cầu dệt lụa. Đệ xin kính cẩn cao tay mời người trí kỷ. Mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn ân tình. Rượu lạc trắng nguyên thì đệ dám xin chị uống một mình. Thôi. Tao sợ hai đứa mày quá. Thằng kia vô quốc 4 ly rồi mày vô mày cay ông cổ nữa. Nó nói thiệt nha, mày cay dở quá. Có thiệt á. Con hát cho cụ nghe vậy mà cụ chê dở. Xin lỗi mày á, người ta ca giọng cổ một câu giọng cổ 100 chữ là thường. Tao ca một câu giọng cổ 1000 chữ. Ê cụ ơi, cụ đừng có nổ, ông nổ đi ghê, ông nổ dùm trăm điểm. Tao nói cho mày nghe, tao làm chứng nè mày. Cái gì? Trời ơi, mày nhậu với tao với cụ là 4 giờ chiều là mày chết rồi. À. Còn tao với cụ là nhậu sang đêm. Nói cho mày biết luôn nha. À. Tao nằm với cụ á. Cụ ca xong á, tao ngủ một giấc thức dậy cụ vẫn còn ca. Thấy chưa, coi nó làm chứng đó. Tới huynh nổ. Bây giờ em không tin, bây giờ mà cụ mà hát được một câu 1000 chữ, con cộng cụ đi khắp thế giới luôn. Mày hứa giữ lời nha. Ừ. Mày cộng cụ đi vòng thế giới. Ừ. Mày cộng xong cái đem bỏ cục xương mà vô thùng xí quách luôn mà vừa rồi. Bây giờ nè, bây giờ huynh làm đi. Em đếm. Bây giờ mày đếm. Rồi. Tao giới thiệu. Rồi. Huynh làm thiệt. Và để thay đổi không khí phần ca nhạc và chuyển qua phần giọng cổ, sau đây tôi xin giới thiệu giọng ca vượt thời gian và tiếng hát 1000 chữ làm nhạc luôn. Pam 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 pam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Hay quá trời.
trời luôn. Rồi sao nữa? Hết rồi. Ôi, sao hết? Mới mười mấy chữ mà. Mà nghe chữ ngàn không? Nghe. Một ngàn là ngàn chữ. Ôi trời, đổ mừng ra. Chứ vậy mới lại mày. Mỗi lần thằng này nó sáp vô nó nhậu hết chai rượu ta là nó ca giọng cổ cho bay hơi, nó quất tiếp chai nữa. Thì bởi vậy con sợ nó lắm mà ra bây giờ để... Đó, bây giờ tôi không? Vòng, vòng tới, rồi, em rồi. Khoan. Trong ly có mũi sao uống? Điềm hên. À, sao hên? Sao hên? Chiều nay vấn đề là vô mánh luôn. Vấn đề hả? Mũi đâu có số đâu vấn đề. Trời ơi, con mũi phải có 4 cái cẳng không cụ? Với một cái kim để chích người ta phải không? Quánh 14. Nếu quánh tính như vậy thì hai cái cánh nó để ở đâu? Hai cánh để đâu? Vậy thì mình quánh xỉu chủ 142. Ê, tại sao mình không quánh đảo? Ủa đúng rồi, phải đảo đây chứ. 142, rồi 241, 124. 421. 421. Quánh luôn hai đề. Hai đại luôn. Còn em theo quánh mấy ngàn? Theo chi? Bao? Để 3 ngàn này mua rượu uống. Nhưng mà chiều nó chúng mua nhiều hơn chứ cụ. Dạ. Con nói với cụ với mày nghe nè ha. Sao? Cái này chưa chắc ăn đâu. Con nằm mơ mới thấy ghê. Nằm mơ thấy sao? Sao? Hôm qua con thấy con đang đi ở trên đường. À. Tự nhiên một chiếc xe hàng chở container đó. À. Nó chạy thẳng lên tới con. Thẹt. Đụng chưa? Chưa. Nó thắng nghe một cái ẹt. Rồi quánh con heo. Ủa sao heo? Con heo mỗi lần bị thọc huyết là kêu sao? Ét, con heo. Hay quá. Nhưng mà lỡ đi nó thắng nghe một cái rít sao? Thì đánh con rít. Rít là con rít. Đánh con rít luôn. Trời ơi, trời thông minh không? Thấy tụi mày bàn đề ghê thiệt. Nó chỉ cho thằng nè, bàn đề cũng dữ lắm. Mày biết thằng hai kế bên nhà bà Bảy bán gì lộ không? Đây nè, biết. Thằng đó quánh đề ghê lắm. Quánh nó nổi bán hết nhà luôn. Thua quá trời thua rồi. Nên mới tức mình nghe người ta đồn đâu là trên Tây Ninh có núi Bà Đen vậy đó. Cầu linh lắm nha cụ. Lên đó là để cúng bà. Trong cái lên tới nơi nó dạy giái bà. Bà ơi làm sao giái bà phù hộ cho con. Cho con trúng số, con thề mà con trúng được số con cạo đầu liền. Trời ơi, nó dám thề. Thề xong chiều trúng số là trời đất ơi, linh quá trời vậy đó. Nó trúng được nhiêu cụ? Nó trúng 7 ngàn. Ủa được, cạo đầu nhiêu? Cạo đầu 10 ngàn. Là sao? Lỗ 3 ngàn. Trời ơi. Những vấn đề chi chứ nó mệt rồi lỗ nữa. Bởi vậy tao nói tụi bay đừng vấn đề để tiền nó mua rượu uống vậy mà nó khỏe hơn hiểu không? Thấy uống rượu khỏe hơn giờ làm ly đi. Mà uống rượu mà không có nhạc buồn quá. Đúng rồi cụ nói cái hay đó mày. Mà nhạc trong này nó mở nhạc kỳ cục á, tao không thích nhạc sôi nổi mà tao nhậu rồi phải nhạc trữ tình. Cũng con có nè. Không. Trời đất ơi chạy xích đô thì phải có nhạc cho khách. Làm sao mà biết được. Đem ra. Đã xích đô thì phải có cho khách nghe chứ. Rồi hoàng kim ngoại tới. Cô uống một cái thôi để lấy hoàng. Hai người làm cái gì á? Đang nhậu bò đó là hết. Cô uống ba vòng tô ba. Cái gì cái mắt gì chính nói hoàng kim ngoại. Cái nghe hoàng kim ngoại đi chợ rồi cũng có nhà. Mà nếu đã có hoàng kim ngoại ở nhà thì nó có gì phải sợ. Mình là dân có võ mà mình chưa rượu là có võ thay mình dở tiền thấy không? Cái nhà hoàng kim ngoại mình đâu có sợ đâu. Hả?
với cụ á, hai cái người ăn không rỗi nghề, là hai con mọt trong xã hội á. Sáng sớm cái nhậu, cũng vì nhậu đó, ở xóm dưới đó, chưa đầy một tuần mà 10 thằng chết á, sơ gan cổ trướng. Ráng luyện đi, tuần lễ sau hai người xuống dưới cho đủ một bàn 12. Ủa sinh nhật đãi đâu ạ? À? Ở Diêm Dương á. Ôi, 90 tuổi còn đạp xin lô được rồi. Mệt ghê. Con đã nói với cụ rồi, nhậu với thằng ba ké mất uy tín lắm, mà cụ không nghe lời con. Bữa nay nó hên, nó không nhúng nước bờ kè là nó may rồi đó. Mà cái mặt thằng này về thì đó, mà đi cà lại chắc 3 tháng sau mới xong. Bởi vậy cụ nhậu với con thấy không, đầy tràn uy tín luôn. Vậy sao? Không làm phiền hà tới cụ, không làm mất danh dự của cụ, cậu thấy không? Tao thích vậy đó. Lý tính vậy đó. Nhưng mà con vợ trẻ của mày đâu? Cho đi du lịch Thái Lan chơi rồi. Đi du lịch Thái Lan? Vậy chứ sao? Đi hồi nào? Đi 2-3 ngày rồi. Vậy hả? Ừ. Chừng nào nó mới về? Tuần sau mới về. Tuần sau mới về? Nhậu thoải mái thôi. Nó mới về. Về đâu về? Đi Thái Lan rồi. Mới về. Đâu? Ông nổ hả? Ông nổ banh nhà lòng hả? Ở nhà mấy đứa nhỏ 2.000 còn không có ăn khoai lang, vậy mà tiền đâu mà cho vợ con đi Thái Lan chơi hả? Đau, đau, đau em. Đau hả? Đó, cụ thấy không? Lỗ tai trâu mà cũng biết đau nữa. Không hiểu ông là người ta hay là người rừng nữa. Người ta ha? Người ta hả? Người ta gì mà tôi nói rí, cái môi tôi nó mỏng mà cái lỗ tai ông nó dày mà ông cũng không hiểu là sao. Trời ơi, cô ơi, cứu con cái, cô ơi. Cứu cái gì? Không có ai cứu ông được, tự ông cứu ông nghe chưa? Đó, đó, cụ nhìn thấy không? Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Ờ, nó chửi khéo qua tao á. Ông có biết là ông làm như vậy á, là ông làm nhục tôi không? Nhục đâu nhục. Tôi nói ông sao? Tôi nhốt ông ở nhà, tôi không cho ông ra đường, tôi giấu hết quần áo của ông. Vậy á, mà ông cũng ráng, ông trốn được nhà, ông léo qua nhà hàng xóm, ông chớm cho được bộ đồ ra để ngồi nhậu. Đồ này đồ chớm á. Mượn. Em ơi, bây giờ thì sẵn có mặt cụ đây với em đấy. Anh hứa bắt đầu từ ngày mai anh kiếm việc làm đàng hoàng, không có nhậu nữa đâu. Thề thốt cái gì? Ông nhớ là ông thề với tôi bao nhiêu lần chứ? Hàng trăm lần rồi. 97. Ông trả giá với tôi hả? Đó, mới hôm qua nè, là lần thứ 100. Ông nói là ông ở nhà, ông tu tâm dưỡng tánh, ông làm ăn. Tôi cũng xin chú Tư cho ông đi bưng phụ hủ tiếu. Vậy đó, mà ông làm được có một bữa à, ông bị đuổi. Ông cá nhân với anh chứ bộ. Cá nhân cái gì? Chứ không phải là ông bưng hủ tiếu cho người ta, cái tô hủ tiếu người ta có thịt, mà bưng đến cho khách á, không còn miếng thịt nào hết. Tại vì ông cắt thịt mỏng quá, nó chìm dưới đáy vậy bộ. Chìm hồi nào? Chứ không phải là ông lấy mấy miếng thịt đó, ông nhét bỏ vô túi rồi đem ra đây ngồi nhậu hả? Hả? Rồi vậy là mấy miếng thịt hồi nãy là mày chôm á. Đúng, chứ còn cái gì nữa. Cụ nha, tôi cảnh cáo cụ, từ rày về sau không được nhậu với chồng tôi nữa. Ông đi về. Chồng tôi là chồng thứ 4. Chồng ơi, không biết lo vợ lo con. Bây giờ tôi dạy lại chồng tôi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Nó bị vợ nó lôi đi giống như con chó vậy. Hả? Con làm chó. Ông này căng ru ru ở Úc là. Chú làm ơn cho hỏi thăm nhà cụ Trường Thọ 100 tuổi ở đâu chú? À, ông già 100 tuổi hả? Dạ. Hình như ông đang nhậu ở gốc cây ở bãi cỏ đây nè. Cảm ơn chú nha. Nhà báo tới đây xin phỏng vấn cụ. Nhà báo hả? Dạ. Báo nào? Amateur. Bút danh? Amidan. Đi gì tới đây? Amok. Hả? Amok hả? Trời ơi, đi chiếc city là Amok.
sợ lắm quá. Sao mày không nói mày hay ăn bột ngọt Awan, con của Aladdin, cháu Alibaba, quất cái trỏ với mày rớt xuống đi A Phủ vậy à? Thấy cụ vui tính giỡn chơi thôi, chứ con làm ở báo sống đời. À, làm ở báo sống đời. Dạ. À, nói nghe, phỏng vấn có tiền không? Có tiền chứ. Không, ý tôi nói tôi có tiền không? À, trích phần trăm, bồi dưỡng cho cụ. Ừ, có tiền thì được, muốn phỏng gì cứ phỏng, đừng phỏng nước sôi là được rồi. Công nhận cụ vui tính thiệt á. Vui không? Dạ vui. Cái này mới vui nè. Đệ xin kính cẩn mời huynh ly. Ai cha, cảm ơn đệ, huynh không biết uống rượu. Cảm ơn huynh, đệ chơi luôn. Chắc ngày nào đệ cũng uống rượu hết phải không? Nói không phải khoe với huynh, ngày nào đệ cũng có nàng men dẫn lối đường. Vậy đệ uống được bao nhiêu rượu trong ngày? Vui thì uống hai xị, buồn thì uống ít ly. Ít ly là sao? Là y lít á. Hay hay không? Hay thì vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay, vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh lên đầu. Công nhận nghe, cụ lớn tuổi mà y như con nít. Mày nói tao nít quỷ hả? Không có, ý con nói là cụ quá vui vẻ. Đúng rồi, mình phải vui vẻ, khỏe mạnh, trẻ, mình sống nó mới thọ được. Cụ ơi, sao tới tuổi này mà râu tóc còn xanh? Râu tóc xanh, không vấn mà. Dạ. Ghi. Sở dĩ râu tóc xanh là do máu trong cơ thể con người của tôi. Chắc có bí quyết gì cho nên cụ mới sống trường thọ phải không? Có bí quyết. Một ngày uống 2 lít rượu đá, 10 bình trà đậm đặc, 5 ly cà phê đen không đá không được. Đặc biệt một ngày hút 8 gói thuốc lá. 3 số 5 không, bát xì tô. Thứ đó nó mới nặng. À, như vậy là thứ gì người ta khuyên không nên dùng thì cụ đều thích. Không phải là thích mà là tao nghiện. Hỏi thiệt cụ nghe, trong cuộc đời của cụ, cụ thích nhất điều gì? Thích nhất uống rượu không tốn tiền. Ghét nhất? Ghét nhất uống nửa chừng hết rượu. Có cái kỷ niệm nào trong cuộc đời của cụ mà nó rất là buồn không? Có một kỷ niệm. Ủa sao mày hỏi nhiều quá vậy? Hỏi nhiều đặng đăng tin cho nó đầy đủ. Ủa, có tin nhiều mới được đăng báo hả? Dạ. Đó, có một kỷ niệm không bao giờ quên được. Kể nghe. Hồi đó có bạn gái, nàng dễ thương lắm, chiều chiều dắt bạn gái đi dạo bờ sông. Đi hồi hai đứa mỗi chân ngồi trên thành bờ sông tâm sự. Nói qua nói lại hết chuyện nói đâu biết làm gì. Lấy ngón tay chọt vô hông nàng. Nàng chịu nhột không nổi, dãy nảy, chợt hòn đá rớt xuống nước cái chụm. Nàng từ từ chìm xuống khỏi mặt nước, bởi vì nàng không biết bơi. Còn cụ? Tao ở trên bờ chỉ biết nhìn nàng và hát đúng hai câu. Hát sao? Cô dâu nước mắt ngậm ngùi nhìn em đang chết chìm, biết nói sao đây một câu anh không biết bơi. Bỏ tay luôn. Sau đó người ta xúm vô vớt nàng lên. Nàng chỉ thẳng vào mặt tôi, nói là đồ cái thứ không anh hùng. Nàng bỏ tôi luôn, tôi sống độc thân đến giờ. Công nhận buồn thiệt á. Mà cậu ơi, gì? Nãy giờ coi như là phần phỏng vấn đã xong. Ừ. Bây giờ cho phép chụp môi hình nha. Thôi tao xấu như quỷ chụp hình chứ. Chụp hình đặng đăng báo. Ủa có hình mới có đăng báo rồi. Dạ. Tạo dáng nha. Nhưng mà nhớ đăng trang bìa nha. Phóng lớn lớn dễ nổi tiếng. Được rồi, cụ yên tâm đi. Khoan, tạo dáng. Rồi. À, cái tư thế đang rót rượu uống mà. Rồi, cụ là giữ y như vậy nha. À. Mày chụp chưa? Chưa. Chứ tao thấy tao giống mà. Giống gì cụ? Giống con khỉ đột á. Nếu vậy thì chưa giống. Chứ sao mới giống? Bây giờ cụ cười lên cái mới giống. Cười lên phải không? Con đếm 2-3, cụ cười nha. Rồi đếm đi. 2-3. Rồi, vậy coi như là xong. Cảm ơn cụ, xin phép cụ con về nha. Ờ, nhớ đem tiền tới cho tao uống rượu nha. Về mạnh khỏe nha. Ê, nhỏ, qua cái kia, nhỏ. Thằng này còn trẻ, trí nhớ mau quên quá.
Kệ nó, tới đây bắt nó chuộc lại 2 lít rượu. Công nhận kiến độc thiệt, đeo vô không thấy gì hết. Một là kiến này nó dày, hai là con mắt mình nó tới rồi. Kệ, miễn chuột lấy tiền mua rượu là được rồi. Bây giờ mình chuẩn bị mình lội qua bên kia bờ kè, mình nhậu với tiếp. Dạ con chào ông nội. Ông nội tập thể dục dưỡng sinh về khỏe không? Khỏe. Mày uống rượu khỏe không? Khỏe. Nhưng mà hơi đuối. Chưa chết là may rồi. Con nít con nuôi mà cái mặt già chát, giống như là vú khí đá. Đi ra đường người ta kêu cụ cụ riết chết tên ông cụ luôn à. Đi ra đường mà đi chung với mày, tao mắc cỡ muốn chết luôn. Sao mắc cỡ? Nhìn mày người ta tưởng là anh tao. Ông nội nó quá, người ta tưởng con là ba ông nội. Trời đất ơi. Ông nội mới hãnh diện, bởi vì ông nội 100 tuổi ta tưởng nội 30, con 30 ta tưởng con 100. Không có nói nhiều. Hồi sáng trước khi đi tập thể dục, tao đưa tiền biểu qua bà Bảy mua mấy ký gạo rồi, mua chưa? Mua rồi. Mua rồi gạo đâu? Gạo đây. Cái này là rượu mà. Bảy, cái này là tinh chất từ gạo á. Trời đất ơi. Rồi trưa nay lấy cái gì mà ăn? Con uống cái này con no rồi, còn nội tính sao nội tính? Trời ơi, nó còn định bỏ đói tôi nữa chứ. Mày đưa chai rượu đi, đưa đây. Cấm bây giờ, không có được rượu chè. Mê bết gì nữa cho mày. Hả? Tối ngày nhậu một mình chưa đã, rủ rê hàng xóm qua nhậu cho vợ con mà ta tới mắng vốn ta nè, thấy chưa? Bây giờ mày đi qua bà Bãi mua mấy cái gạo về liền cho tao. Tiền không? Đưa tiền tặng mày uống rượu nữa hay sao? Đi qua đó nói tao mua được rồi. Ký chợ mà. Ký chợ này đi. Trời đất ơi, mày đi mày không đi, mày lết chỗ này chừng nào tới? Bây giờ nó không tới, sang năm nó cũng tới. Sang năm nó tới là sang năm con với ông nội ăn cơm nha. Lết cái này ra đường dễ nổi tiếng lắm á. Làm gì nổi tiếng mày? Lết ra đường người ta tưởng con ăn mày không? Mày còn tệ hơn ăn mày nữa. Trời ơi, cái hẻm này sạch sẽ được là nhờ nó đó. Nó lết từ trong nhà ra đầu hẻm, riết hẻm sạch bóng à. Khỏi lao. Mày lết lẹ lẹ lên coi. Từ từ, lết lẹ rách luôn hai cái quần cho. Thấy nó giá chưa? Trời ơi, một năm tôi mặc có hai cái quần à. Nó một tháng 10 cái quần. Mới quá, tháng 30 cái ngày lết rách một cái. Cái gì cũng trả treo được hết trơn rồi. Thanh niên trai tráng, không có lo tương lai sự nghiệp. Tối ngày chơi bời nhậu nhẹt không à. Mình từng tuổi này rồi mình phải nai lưng ra nuôi nó. Chịu đời nổi không? Dạ... Em chào anh. Anh á, Kiến á, em chào anh á. Dạ. Chào chú em. Dạ. Chú em kiếm ai? Kiếm cụ Trường Thọ. Kiếm cụ Trường Thọ. Dạ. Gặp ổng lần nào chưa? Gặp rồi. Gặp. Gặp hồi nào? Hồi nãy. Ở đâu? Ở đây nè. Ở đây. À, quay. Giống cụ Trường Thọ quá. Cháu nội của cụ hả? Nhìn ra ảnh là cháu nội cụ Trường Thọ. Cái ảnh hãnh diện à. Anh hãnh diện mà cái mặt ảnh ngu luôn. Ê, cháu nội dạ. Thôi chú em thoải mái tự nhiên nha. Dạ. Hỏi thiệt chú em à. Nhìn tôi đoán khoảng nhiêu kêu bằng anh vậy? 40. Trời ơi, 40 mà cười. 50. Trời ơi, 50 cũng cười. 70. Thôi. 70 không chịu gì muốn nhiêu? À, làm tròn 100 cho nó chẳng. 100 mà không lẽ anh bằng tuổi ông nội anh. Rồi không lẽ anh với ông nội anh sinh đôi.
đúng rồi, không lẽ sanh đôi. Liêu riêu gió thổi đầu non, mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Cái giọng ai mà nghe quen quen hả? Ông nội tôi á. Thưa ông nội mới về. Chào con. Ủa mày hàng xóm mà cho thấy là bút lớn. Rồi có điểm tựa. Ai đây? Amateur. Amok Abiwan Abidan không? Am phụ không? Đúng rồi. Đi đâu đây? Quên cái kiến. Về đi, nhà nó có chuyện buồn. Vui. Nội tao chứ vui. Vui lắm. Nhờ quên kiếm trở lại tìm mà biết được cụ có người cháu nội quá dễ thương. Tao làm gì có cháu nội? Có. Đâu? Cháu nội cụ kìa. Hai ông cháu nhà này bị gì á? Thôi. Mắc cỡ cái gì? Người ta tới kiếm ông nội để nói chuyện với ông nội thì cứ nói với người ta đi. Đúng rồi. Mà đều nói tiếng người chứ đừng có nói tiếng thú. Nói tiếng thú người ta không có hiểu. Nói lớn lên cho hơi rượu nó khà ra, ăn cơm cho nó ngon. Thôi. Nội anh nói là để từ từ nội anh nói. Ông mới vừa mở miệng ông tính nói à, anh nhảy vô anh ngồi rồi. Anh á, anh hỗn. Thấy chưa, nó nói tao hỗn. Hỗn nữa. Nói chuyện với ông nội mình mà dám xưng bằng tao. Cháu nội mất dạy. Bữa nay sẽ bị dập xe tua vậy nè trời. Cụ có điều gì ấm ức muốn nói hả? Cụ cứ nói. Hai, ba. Nãy giờ tao có sức khỏe tao quánh chết mẹ mày rồi. Mày mới mất dạy. Lộn rồi, ở bên đây mới mất dạy nè. Bữa nay sẽ bị dập te tua gì nè trời. Ông nội ơi, con chị nó mà tay nó mạnh quá đẩy qua chị ông nội, nó thả ra con chị nó liền. Mày mất dạy. Chửi hoài à. Bây giờ nè, ai là cụ Trường Thọ? Đây. Không phải, cụ Trường Thọ ở đây mà. Úi da. Ông cháu nhà này phức tạp, khó hiểu quá. Được rồi, chú em chờ một chút đi rồi sẽ hiểu. Thằng cụ quỳ gối lên. Ông nội đừng đánh con nữa, con uống rượu nhiều quá, xương con nó mục hết rồi. Tao quánh cho mày nát xương luôn. Đẹp mặt đẹp mày chứ con. Người ta tới đây kiếm tao để phỏng vấn về cái sự trường thọ của tao. Mà nhìn mày, người ta tưởng là tao. Dạ, xin lỗi cụ. Hồi nãy giờ con hiểu lầm, con lộn. Dạ thưa cụ. Con sẽ hủy bỏ cái bài phỏng vấn hồi nãy. Con viết cho cụ một bài khác. Thôi, viết một chi. Mất dạy mà. Con biết lỗi con rồi mà con đâu muốn vậy đâu. Tha lỗi cho con lần đi cụ. Được rồi, chú em biết lỗi, biết nhận lỗi là tốt rồi. Còn thằng này nó không biết là nó đang có lỗi. Tụi em đừng có đăng về cái sự trường thọ của tôi nữa. Báo chí đăng nhiều rồi. Cái chú em cần đăng đó là về sự ăn chơi trụy lạc bê tha của thằng này. Đăng về nguyên nhân tại sao nó mới 30 tuổi thôi mà nhìn